đã rơi thương hạ mã, sao ngươi chẳng quay đau hạ sát ta đi? Vì tâm tình đây muốn đó khắc ghi, thù quán bỏ nghĩa nhân nên buộc. Ta biết nàng đang trong thời thai nghén, nhưng vì quốc gia nàng mới xâm pha, nếu giết một sẽ thành hai, ta nỡ nào hạ sát? Đó có lòng hà hải, đã dung tha cho con và mẹ được còn. Một lại này cảm đức cảm nhân, dặn dây dạ ghi tâm khắc cố. Chẳng cần có đáp đền ơn nghĩa, mà ta chỉ muốn có một điều. Điều gì? Nguyện tử sanh tỉ mũi có nhau, bái thiên địa chi lăng kết nghĩa. Được, tôi bằng lòng. Công nương, mừng yên trào ngoại loạn đã yên, thì nổi loạn trào cơ xảy biến. Có mã báo sao? Sáu mã của hoàng tử yên bình vừa đến báo, rằng Đông Cung tị nạn Hà Vương. Tại sao? Vì Tân Anh tạo phản chiêm